bị thất chạy. Cháu dính nữa. Giờ này có dính cái bự bự không cơ. Chào nhà cái bố. Chào cả nhà mình nha. Chiều ơi làm vô hai bố con đi câu cá cả nhà. Rồi con tèn ra sau ruộng này câu thử có cá không. Đây dạ. Đây. Công trình vô đang làm đó cả nhà. Ừ. Thì tèn tèn ra thì câu thử là có không cô chú ơi. Rùa có nước lớn hết ta. Thế này con ít cái ra ngoài sau này lắm cả nhà, là anh về cũng mệt cũng không đi. Hôm nay về thấy trời nắng đi câu vậy đó. Đầu video cũng gửi lời chúc tốt lành đến bà cô chú anh chị em mình ha. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe, nhiều may mắn và nhiều thành công trong cuộc sống nha. Cả nhà thêm chưa xem thương vô ủng hộ vô một like và đăng ký để kênh được phát triển hơn nha cả nhà. Giờ để như bà vui câu có cá ăn vui quay cả nhà mình xem. Ôi dục xuống ăn rồi. Một chú đầu tiên nè. Nãy giờ câu bên kia không ăn cả nhà, mới qua đây thảy xuống cái đớp liền. Nhảy ăn thiệt. Không được. Cái đó phun phun. Con này chiều nước còn nóng ăn chậm quá. Cỡ đó không à. Bà chú ơi cả nhà. Trời, ngậm tới đó đừng nó bỏ nha. Kỳ dễ sư. Đang biết tới đó tự nhiên buông trời. Nóc ở dưới cả nhà, cái nước mà tại chiều nắng cả ngày đây tới chiều nước còn nóng nó ăn chậm. Con này bự hơn mấy con nãy. Phái cầu tay cảm giác cái lội phao nhìn đã ghê. Vô xô nữa nha cả nhà, bây giờ múc mồi cái ba chú mới thấy. Lụm bự. Là chú đứa thì cái nhà nó ăn như cái lồng tông, vô chưa kịp thả câu xuống. Đó, trời mới thấy chú ăn rồi, tới giờ nó ăn rồi ba ơi. Kìa tì cái phao kìa. Tì cái phao. Hay dở bưởi. Dính thấy mê không? Chưa kịp móc mồi vậy, dính nữa rồi. Ui, bự kìa. Úi dồi ôi. Bắt đầu mấy con cá nhỏ rồi, giờ tới cái bự ăn lần rồi đó, ta thấy không? Đớp nữa rồi kìa.
xuống đi ngại ngần gì nữa. Cá dính này. Ăn mà mất cỡ. Ăn mà mất cỡ không dám kéo. Phi này giờ ở đây nhóc hết trơn luôn. Rồi, vô chưa kịp móc mồi nữa, ba vô cũng để vô lụm nữa, cả nhà nghe chặn ngổ đó, nó ăn thấy thương luôn. Chịu làm rồi sống này giải trí, gì cũng có đồ ăn mà vừa giải trí nó ngon lành ta. Để cho đồ chịu cũng cao rồi coi như đã. Yeah. Bốc mồi cả nhà. Đập rồi đó. Dạ, dạ, lâu rồi giống cá bự quá vậy. Vậy à? Cái phao kỳ vậy? Dục cây rồi. Giấu vô xe lấy cây ra. Quẹt hơn không khác. Đốt kìa, đốt nữa kìa. Lụm em nữa nha cả nhà. Em này bự hơn mấy em hồi nãy. Đó. Cá không bự không cả nhà, cái này cũng vừa ăn chứ không có to. Để vừa gỡ cái. Úi trời ơi. Cá lóc, cá lóc. Trời cá lóc. Trời ơi. Không thép không. Bây giờ dính cá lóc. Lại không kẹ rồi, không thấy giống con. Không còn không dính đất vậy chứ, không còn dính cá lóc. Quết biết được cái bằng cùng đi. Ôi trời ơi, bao nhiêu? Lo không hay hả? Ngồi chỗ một. Có à? Dính nữa. Giờ này có dính cái bự bự không cơ. Nói chuyện này ta câu cá không dính. Còn nó ghẻ còn nãy ăn cái hàm luôn, giờ nó nhảy vô đây nó ghẻ còn. Thằng bảo ở đây cũng cho con chiều đi ra đây câu và vẫn còn dính được cá lóc đến dưới cửa. Nhóc bây giờ ngồi chỗ luôn đó nha, mười mấy con luôn đó, cỡ một không có nha, và vẫn dịch cá lóc cũng chậm nè. Đây về luôn bà cô chú ơi, chào nhà cái ba rồi, cũng kết thúc video về luôn cả nhà ơi. Tối rồi, trời sắp tối rồi đó cả nhà, hai cho con vô đi vô. À, cả nhà xem mừng thương cho con, vô ủng hộ cho con vô một like và đăng ký để kênh phát triển hơn nha cả nhà. Chào, hẹn gặp lại cả nhà những video tiếp theo, bye bye.